Việt Nam đứng thứ hai thế giới về trữ lượng đất hiếm chỉ sau Trung Quốc. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trữ lượng và tài nguyên đất hiếm ở Việt Nam đạt khoảng 22 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Năm quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới gồm có Trung Quốc 44 triệu tấn, Việt Nam 22 triệu tấn, Brazil 21 triệu tấn, Nga 21 triệu tấn và Ấn Độ 6,9 triệu tấn. Đất hiếm là một khoáng chất bao gồm 17 loại vật chất có từ tính và tính điện hóa đặc biệt, có vai trò rất quan trọng và là vật liệu chiến lược đối với sự phát triển của các ngành kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao như điện, điện tử, quang học, laser, vật liệu siêu dẫn và chất phát quang. Việc chế tạo các máy điện thoại di động, smartphone, ổ đĩa cứng máy tính, linh kiện máy tính điện tử không thể không dùng đất hiếm. Đất hiếm tại Việt Nam phân bố chủ yếu ở vùng Tây Bắc. Khu vực Tây Bắc tồn tại rất phong phú các đá magma kiềm, á kiềm giàu các nguyên tố đất hiếm. Đây là các điều kiện thuận lợi để hình thành các mỏ đất hiếm. Các mỏ đất hiếm gốc tập trung ở Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Tỉnh Lai Châu ghi nhận có 4 mỏ khoáng chất đất hiếm bao gồm mỏ đất hiếm Đông Bao, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường, có trữ lượng lớn nhất cả nước và có thể khai thác theo quy mô công nghiệp. Ngoài ra còn có mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe, Nam Nậm Xe và mỏ Thèn Thầu thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tỉnh Yên Bái có trữ lượng ít hơn tập trung tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Bên cạnh đó, còn có mỏ đất hiếm dạng hấp phụ ion ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra còn nhiều mỏ đất hiếm được tìm thấy ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Kon Tum và Lâm Đồng. Lai Châu được đánh giá là khu vực có trữ lượng đất hiếm lớn và luôn có khát vọng được khai thác tiềm năng đất hiếm này. Chính vì vậy, tỉnh mong muốn việc khai thác tài nguyên đất hiếm đi vào nền nếp, tránh tình trạng khai thác trái phép gây mất ổn định và trái với quy định của pháp luật. Đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát tài nguyên đất hiếm tại Lai Châu. Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia Hàn Quốc và Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc hợp tác khảo sát, khai thác và chế biến tài nguyên đất hiếm tại tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn chuyên gia Hàn Quốc mong muốn triển khai sớm hoạt động đầu tư các mỏ đất hiếm tại Lai Châu và cam kết sẽ mang công nghệ hiện đại nhất đến khai thác tại Lai Châu. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dù tiềm năng lớn nhưng mức độ khai thác ở Việt Nam còn rất hạn chế và nhỏ lẻ. Với công nghệ hiện tại, Việt Nam mới chỉ có thể xuất thô đất hiếm chứ chưa phân tách nguyên tố trong đất hiếm hay tiến hành gia công để có được đất hiếm tinh chế. Ngoài ra, khai thác đất hiếm còn có nguy cơ gây tổn hại cho môi trường bởi trong đất hiếm có các nguyên tố phóng xạ khá nguy hiểm cho nhân công và môi trường xung quanh. Chính vì vậy, để khai thác hiệu quả loại khoáng sản này, đồng thời đảm bảo an toàn môi trường, chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác cần phải phòng ngừa ô nhiễm ngay từ khi xem xét đầu tư cũng như kiểm soát ô nhiễm sau khi đi vào vận hành.